Để không xảy ra sự cố cháy nổ trong mùa khô nắng nóng, công an quận Cát Răng và các phường trong quận tổ chức kiểm tra đồng loạt công tác phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Công an quận tập trung kiểm tra vào các nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra cháy cao, đó là nhóm nhà ở gắn liền với sản xuất kinh doanh, nhóm nhà trọ, nhà nghỉ, nhóm kinh doanh ga xăng dầu. Nội dung kiểm tra tập trung vào các yêu cầu như trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, bố trí lối thoát hiểm, lắp đặt hệ thống điện an toàn trong sử dụng và sản xuất kinh doanh và công tác ứng trực tại chỗ. Toàn quận có gần 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà nghỉ, nhà trọ có đăng ký tập trung ở phường Lê Bình, Hưng Phú và Phú Thứ. Từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra khoảng 1.000 cơ sở, đa số đều chấp hành các quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hạn chế phổ biến là tình trạng không lối thoát hiểm.